Tử vi tuổi Giáp Dần 1974 năm 2024 Giáp Thìn. Năm sinh: năm 1974 Giáp Dần. Mệnh: Đại Khê Thủy, nước khe lớn. Tuổi Giáp Dần 1974, trời sinh khí chất đĩnh đạc, đức tính can đảm, mạnh mẽ hơn người. Nam mạng gặp sao Vân Hớn, hạn Thiên La. Nữ mạng gặp sao La Hầu, hạn Diêm Vương. Liệu người tuổi này có thể phát huy được ưu điểm của bản thân để gặt hái nhiều thành công vào năm 2024? Mời quý bạn tiếp tục theo dõi video. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần 1974 năm 2024. Những người sinh ra trong khoảng thời gian thuộc tuổi Giáp Dần có kết nạp âm là Đại Khê Thủy, tức nghĩa là nước khe lớn. Phẩm chất dễ nhận thấy nhất ở người mệnh này là thông minh, sáng dạ, đam mê học hỏi những kiến thức mới lạ. Xét trong phong thủy bát trạch, Giáp Dần 1974 thuộc Cấn, Tây tứ mệnh. Trong âm lịch, năm 2024 ứng với Giáp Thìn, có ngũ hành nạp âm thuộc Kim Bạch Kim, ý nghĩa là vàng pha bạc. Vận số của mệnh chủ có suôn sẻ, thuận lợi hay không phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa thiên can, địa chi và kết nạp âm giữa năm tuổi của người đó với năm cần xét đoán. Một điều dễ nhận thấy rằng Giáp Dần và Giáp Thìn có cùng địa chi, vậy nên mức độ hòa hợp ở khía cạnh này ở mức trung bình. Kết nạp âm của Giáp Dần thuộc hành thủy, còn của Giáp Thìn lại thuộc kim. Theo quy luật ngũ hành, kim tương sinh với thủy, cát lành. Can Giáp Dần và Giáp Thìn lần lượt ứng với mộc và thủy, mà thủy lại phù sinh cho mộc nên cực kỳ may mắn. Đây là điểm báo tốt lành về cuộc sống bình an vô sự của Giáp Dần trong năm Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, người tuổi này cũng không thể chủ quan với sự ảnh hưởng của hung tinh trong khoảng thời gian này. Chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc thì ắt sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Người tuổi Giáp Dần do gặp lưu niên thái tuế nên vận khí trong năm 2024 không được lý tưởng. Đặc biệt ở phương diện sự nghiệp, bản mệnh rất dễ rơi vào tình huống bị cô lập, chèn ép hoặc những việc bất công trong tập thể. Đương số vốn tính bộc trực, thẳng thắn, đôi khi thiếu đi sự uyển chuyển và mềm dẻo trong các mối quan hệ. Chính điều này dẫn đến những khúc mắc tại nơi làm việc, khiến mọi chuyện càng trở nên rối ren. Bên cạnh đó, gia đạo có nguy cơ bất ổn do những cám dỗ bên ngoài khá lớn. Nếu bạn không chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác phái, sẽ rất dễ dẫn tới đổ vỡ hôn nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chú ý nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe, hạn chế sử dụng đồ kích thích như rượu bia, thuốc lá, nếu không sẽ rất gây hại cho cơ thể. Xem tử vi tuổi Giáp Dần 1974 năm 2024 theo 12 tháng. Tháng 1 âm lịch, tháng riêng đầu xuân năm mới, bản mệnh tuổi Giáp Dần sẽ có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc vui xuân cùng con cháu anh em trong nhà. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe không được tốt. Tháng 2 âm lịch, tháng này tử vi năm 2024 được dự báo có nhiều sự biến động lớn về mặt tài chính, dễ đầu tư tiêu pha nhiều tiền của vào trong các hoạt động kinh doanh buôn bán hay cho các khoản sinh hoạt từ gia đình. Tháng 3 âm lịch, đối với tử vi tuổi Giáp Dần năm 2024 thì tháng này không được mấy tốt lành, công việc làm ăn thì không đạt được hiệu quả như mong đợi, còn sức khỏe cũng suy yếu nhiều, cần chú ý các bệnh về xương khớp. Tháng 4 âm lịch, tháng này tử vi tuổi Giáp Dần năm 2024 chủ về tình cảm gia đạo không được tốt, thiếu hòa khí giữa hai vợ chồng, dễ có những bất đồng quan điểm trong chuyện làm ăn, dẫn đến mâu thuẫn và tranh cãi. Tháng 5 âm lịch, xem tử vi tuổi Giáp Dần 2024 cho thấy tháng này công việc làm ăn có sự đầu tư tiêu pha nhiều. Bên cạnh đó, cần cẩn thận lời ăn tiếng nói cũng như cách ứng xử kẻo vướng phải rắc rối thị phi. Tháng 6 âm lịch,
tháng 6 tử vi được coi là một trong những tháng tốt lành nhất trong năm Giáp Thìn 2024. Đối với bản mệnh tuổi Giáp Dần, chủ về sẽ gặp được quý nhân tương trợ, giúp đỡ trong công việc làm ăn và đi lại. Tháng 7 âm lịch, bước sang tháng 7 với nhiều chuyện bất lợi, không may. Đối với bản mệnh tuổi Giáp Dần 1974. Tháng 8 âm lịch, tháng này tử vi tuổi Giáp Dần được âm phù dương trợ, nên mọi việc khá bình an và may mắn đối với bản mệnh tuổi Giáp Dần. Từ công việc làm ăn, tài chính hay chuyện tình cảm gia đình đều có nhiều hanh thông. Tháng 9 âm lịch, tháng 9 này chủ về có tin vui đưa tới, từ trong gia đình, bạn bè, người thân. Dễ có hỷ tín vui may thêm thành viên mới, anh em hòa hảo. Không khí gia đạo luôn vui tươi, yên ấm. Tháng 10 âm lịch, tháng này dự báo công việc làm ăn có tài lộc đưa tới, nhưng không nhiều. Tuy nhiên, tuổi Giáp Dần vẫn nên tận dụng cơ hội này và có những kế hoạch định hướng công việc cẩn thận để gia tăng hiệu quả làm ăn. Tháng 11 âm lịch, sang tháng 11 bản mệnh cần chú ý, tài chính có nhiều thay đổi, tiền của hư hao, chủ về chi tiêu hay đầu tư cho công việc và gia đình. Bên cạnh đó, tuổi Giáp Dần cần đặc biệt chú ý xe cộ, khi ra ngoài kẻo gặp tai nạn mà tiền mất tật mang. Tháng 12 âm lịch, tháng kết thúc năm Giáp Thìn của bản mệnh, sinh năm 1974 cũng không mấy thuận thành, công việc làm ăn có nhiều khó khăn và bất lợi, do gặp phải người xấu phá hoại, ngăn trở. Về mặt sự nghiệp, sự nghiệp của tuổi Giáp Dần 1974 được dự đoán là sẽ có nhiều biến chuyển tốt đẹp trong năm 2024. Nhờ các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa nên hầu như bản mệnh làm gì cũng gặt hái được thành công rực rỡ. Chỉ có những người biết tận dụng thời cơ quý giá này thì mới có thể tiến nhanh trên con đường công danh. Quý bạn có thể được thăng chức, tăng lương vì những biểu hiện xuất sắc trong công việc vào năm Giáp Thìn này. Tuổi Giáp Dần có phong cách làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán, nên ít khi bỏ lỡ bất cứ cơ hội phát triển tiềm năng nào. Tham vọng mãnh liệt tạo lên ý chí tiến thủ không biết mệt mỏi. Chính vì thế, người tuổi này có thể trở thành người có địa vị cao trong xã hội từ khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, việc gì cũng có hai mặt của nó. Hoài bão lớn lao có thể trở thành lòng ham mê quyền chức, bất chấp tất cả để leo lên vị trí cao nhất. Người nam tuổi Giáp Dần cần có những bước phát triển chậm mà chắc, không nên nóng vội mà hành động thiếu suy xét kỹ lưỡng. Về mặt tài vận, vận trình tài lộc của người tuổi Giáp Dần 1974 có thể sẽ lên xuống thất thường trong năm 2024. Sự nghiệp thăng hoa mang đến khoản tiền lương thường hậu hĩnh, công việc làm ăn kinh doanh cũng phát đạt, sinh ra nhiều lợi nhuận. Thế nhưng, sao chiếu mệnh và niên hạn của tuổi Giáp Dần vào năm Giáp Thìn lại có thể gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính. Bản mệnh nên chủ động đề phòng thì mới giảm bớt được phần nào tổn thất bởi những vận hạn tiền bạc bất ngờ xảy ra. Thay vì mang tiền đi đầu tư sinh lời hoặc mở rộng kinh doanh, thì nên tiết kiệm một cách khôn ngoan. Đồng thời, hãy lập kế hoạch quản lý tiền bạc chặt chẽ để tránh tiêu xài lãng phí. Về mặt tình cảm, trong năm 2024, người tuổi Giáp Dần sẽ có nhiều những phút giây hạnh phúc bên gia đình. Tuy trước kia là người đa tình, nhưng sau khi kết hôn, mệnh chủ sẽ trở thành người có trách nhiệm và trung thủy, sẵn sàng gồng mình che chở cho những người thân yêu trước báo tố của cuộc đời. Tuy mạnh mẽ là thế, nhưng quý bạn vẫn luôn muốn nhận được những lời cổ vũ ngọt ngào và sự quan tâm từ người bạn đời. Nhược điểm của Giáp Dần trong tình yêu chính là tính bảo thủ, gia trưởng. Bên cạnh đó, người tuổi này thường có lối sống nội tâm kín đáo, ngại bày tỏ tâm tư của bản thân với người khác. Điều này có thể khiến tình cảm với các thành viên trong gia đình ngày càng lạnh nhạt. Quý bạn nên dành thời gian để trò chuyện tâm sự với gia đình nhiều hơn để có thể gia tăng sự thấu hiểu và thắt chặt tình cảm. Về mặt sức khỏe, bước sang năm Giáp Thìn 2024, tình trạng sức khỏe của người tuổi Giáp Dần có xu hướng giảm sút đôi chút.
nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Để tránh bị kiệt sức, mệnh chủ nên sắp xếp lịch làm việc cân đối với thời gian nghỉ ngơi. Các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm, nên quý bạn cũng cần hạn chế sử dụng. Những tin vui trong sự nghiệp giúp người Giáp Dần luôn có tinh thần hào hứng, tràn trề năng lượng tích cực. Tuy nhiên, việc dồn sức vào công việc trong một thời gian dài cũng gây ra tâm lý căng thẳng, mệt mỏi. Những chuyến đi du lịch là phương pháp thư giãn đầu óc phù hợp nhất với người thích phiêu lưu khám phá như quý bạn. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin bổ ích về tử vi quý bạn tuổi Giáp Dần 1974 trong năm 2024 Giáp Thìn. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.